Hello everybody, welcome to HeoVKT. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HeoVKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với video ngày cuối cùng, ngày thứ 7 trong game. Và ngày hôm nay thì quẩy hết mình bung nóc luôn hả. Và thật may mắn các bạn, hôm nay Heo có cái event nhân 2 nguyên liệu. Ôi rồi ơi. Nhưng mà Phan hồi nãy giờ mở được mấy cái tô. Mở được thêm một con Katakuri nữa. Nhưng mà không cần các bạn. Đây đây, mấy cái rương gì đây. Mấy con này hôm qua nâng hết mẹ nó tiền luôn. Còn 2, 4, 6, còn 1,5 triệu. Hôm nay là quyết định là lên lên tím, ở lộn lên đen luôn, mà chắc là không đủ tiền để mà lên lên đen lên đỏ quá. Nói chung thì lên được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi chứ. Hôm qua chị ngu thiệt chứ, thiệt luôn á, phải nói là hôm qua chị ngu luôn á. Mẹ bà nó chơi xong giờ nhìn lại ngu thiệt luôn, chơi giờ hết tiền luôn. Thôi cái ngu nào nó cũng phải trả giá thôi anh em ơi. Ok thôi, thôi từ từ đi ghép mấy cái này đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi nâng con Luffy Taro lên full. Nè, nay là nâng chạy được nguyên liệu này nè các bạn. Đấy. Đó, ôi rồi ơi. Hy vọng là đủ các bạn ơi. Hy vọng là đủ nha. Đó, ok. Sợ là tốn vàng thôi, vàng hơi bị nhiều luôn á. Nó chỉ lên cam thôi mà nó hết bao nhiêu đây rồi. Rồi chắc méo đủ tiền lên đỏ quá. Oh no. Không, mấy anh đừng như thế. Đừng như thế với em mà. Ôi trời ơi. Không. 2, 4, 300 ngàn. Ôi trời ơi, 300 ngàn này là nó lên được. Rồi mới lên cam mà ông nội ơi. Thiệt luôn á. Mà hôm qua chơi ngu thiệt luôn. Không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Mẹ nó 200 ngàn, 150. Trời ơi. Giờ đi đâu mà để lấy tiền đây anh em. Này hả. Này 50 mới kiếm được nhiều. Còn cái này hôm nay thì méo phải là ngày đi kiếm vàng nữa chứ. Ôi trời ơi. Trời ơi, cái này thì thôi luôn. Còn cái này thì đi đánh thắng mới có tiền các bạn à. Đánh thua thì lấy đâu ra tiền. Đó nè. Trời ơi. Bởi vậy nói chung là game này các bạn đừng tự phụ quá. Lúc đầu heo tưởng đâu là mình nhiều tiền các bạn. Rồi lúc đầu vô nhập full code là 60 mấy triệu vàng á. Rồi ơi, tưởng đâu là 60 mấy triệu. Ở server đầu này là chơi là bao ngon rồi. Coi như là anh em sống cũng dư giả hả. Khấm khá hả. Sống được qua ngày hả. Ok, sống được qua ngày. Má nó vả cho mấy hôm rồi xu luôn. Không biết trời trăng mây đất gì luôn. Thì chứ giết được bác sen là thấy ok rồi. Nó thiệt luôn á. Lên con Kizaru thì nói chung thì nếu mình có kinh phí thì mình lên con Kizaru được bình thường. Còn cái này mình nghèo quá mà anh em. Nó trời ơi, đầu tư hết cho anh em. Ok, mà tính ra là cũng đúng. Tại vì cái video này là quẩy hết mình mà. Đó là cái ôi trời ơi. Rồi xu rồi. Nên là con có bao nhiêu thì chơi hết luôn ha. Hết vốn, hết luyến luôn. Vốn luyến gì ta gom ra ta quét sạch hết. Đó. Trời ơi à, trời ơi à. Mấy cái bản này là con Kaido nó chua lắm. Trời ơi à, đây. Giờ còn 3 con tướng tăng thì làm máu gì nữa. Mà mới có được có 400 ngàn rồi các bạn ơi. Hành trình đi kiếm tiền cực khổ quá. Trời vừa ra con ấy nó chết luôn rồi. Ôi trời ơi. Rồi ăn hành ha, ăn hành ha. Bác Sen còn sống là ăn hành chắc rồi. Rồi sâu luôn, đập vô bác Sen đi một bức tường đó. Đó, ok. Thấy chưa, Luffy lại chết nữa. Không lẽ dột vô hết con Kaido chứ thiệt. Rồi xong luôn, su luôn. Héo đủ tiền luôn, có 400 mà các bạn. 400 thì sao mà đủ 400 nữa. Hồi nãy 400 mà 6 nhân 4 là 18, 180 này nọ. Ôi trời ơi. Giờ bỏ tiền ra mà phải đi quay cái này nè. Bán nữa đi. 200 luôn, trời ơi. Đô ta nói luôn á. Đầu tư vô hết luôn rồi hôm qua. Hôm nay giờ ngồi ngó. 500 ngàn. Trời ơi, không là lên được đỏ rồi. Trời ơi, nguyên liệu đỏ còn luôn nè. Ta nói không biết nói là tại sao luôn. Ok anh em, bài học rút ra là đừng nên quá là tự phụ kiêu căng vào bản thân mình hả. Nói chung thì giỏi thì cứ để đó đi, đừng nên cái gì đây, cái gì đây. Ôi rồi ôi, không đủ rồi, 2.000 mấy. Mấy ngày trước còn đi mua đồ ở trong này nữa chứ. Trời ơi, cứ nghĩ mình là đại gia. Ok, đại nhưng mà không có da. Còn có 300 thì làm sao lên được một món các bạn. Ủa, bỏ tay. Nghĩ là lên được đỏ nhưng mà thôi xong rồi. Thôi cho nó về nâng mấy con này lên đi, để không thì để lấy nguyên liệu chứ. Này cũng là cái event mà heo chờ cũng khá lâu rồi các bạn. Event để mà nâng mở cái mấy nguyên liệu ngày lên hả. Nói chung là kết cục cho cái event cái series kinh nghiệm 7 ngày thì không mấy trọn vẹn cho lắm hả. Đáng nói ra kết thúc cái series 7 ngày này thì sẽ là một con ạc cực kỳ hôm ngon ha. Lên đồ VIP Pro đồ này nọ ha. Nhưng không, không phải như thế các bạn à. Đó là một kết cục khá là su cờ na luôn. Ôi rồi ơi luôn. Không thơm lắm đâu. Ok, trời ơi. Cái event này thì được cái là các bạn quét nguyên liệu một bên thì bên kia nó tự lên ha. Mình đâu có ngờ đâu là trong 7 ngày chơi game thì mình hốt được một ngày là có cái event này đâu các bạn. Nhưng mà mình quên, 7 ngày lận mà nó sẽ có một ngày nhân 2 event 2 nguyên liệu hờn và một ngày nhân 2 nguyên liệu trong nè, nguyên liệu VIP nè. Đó, nó sẽ có một ngày mà mình không tưởng tượng được nữa. Nó sẽ rơi vào những ngày mình hết tiền các bạn ạ. Đúng chất là hết tiền luôn. Đúng chất là hết tiền luôn. Vậy rồi sao mà lên được VIP hơn nữa. Đâu lên được nữa đâu. Nằm răng 40, răng 40 thì nó cũng nằm đó 40 luôn. 2, 4. Trời ơi, má 1 triệu. Thôi ơi, mình không ngờ là má ghép mấy cái này là lên 1 triệu. Ôi trời ơi, má nghèo mà mấy anh chơi sang dữ. Đó, trước thì thấy hào hởi hứng thú lắm. Đó, bây giờ thì hứng thú nổi nữa đâu. Nguyên liệu nữa nè. Dư luôn á, dư úp 2 con lên đỏ luôn á. Nè, ở đây còn nữa nè. Đó. Đó, nhưng mà thiếu cái tím thôi chứ không là lên được 2 con đỏ, với lại thiếu cái nhiều nhất đó là thiếu tiền nha các bạn. Ngoài thiếu tiền đó thì chả thiếu gì hơn nữa. Anh 28 vô thử 28 rồi lên lấy mà dù sao thì Mà dù sao thì trước thì cũng có đặt ra chỉ tiêu rồi ha. Đó là sau 7 ngày thì vô được top top 10. Đó là top 50 thì cuối cùng cũng vô được top 50 các bạn à. Nói chung thì làm được một cái rồi, còn hai cái nữa thì méo làm được ha. Lên top 40 luôn, mà lên nữa thì chắc không được rồi. Quá là xu, chả muốn nói gì luôn. Ê, thôi thì series tới đây là kết thúc ha. Hết tiền hết bạc bây giờ biết nói gì nữa các bạn. Trời ơi, đáng nói ra là lên được rồi đó. Hôm qua nhịn ăn con Kizaru là 30 triệu này là đã lên được một con đỏ rồi. Trời ơi, mà biết đâu là Kaido lết lên thêm mình nữa. Mà 30 triệu vàng của tôi. Hôm qua là lên con Bero là cũng được rồi. Đu lên con Kizaru. Sai lầm quá là sai lầm. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok. Nên là tiết kiệm lúc nào cần thì xài nha các bạn. Ok, thôi bye bye. Tại vì hôm nay còn vé đỏ nè, mà làm vô 5 triệu. Thấy không? Mà. Thôi bye bye. Lâu rồi.